Rồi sau khi nghe thuyết pháp về mọi thứ đều là giả, là khổ, đầu tư vào cái gì cũng là đầu tư vào cái khổ mới. Điều này làm con có cái nhìn bi quan về cuộc sống, dù tích lũy tiền bạc đầu tư cho tương lai rồi gì rồi cũng phải bỏ lại hết. Kính mong sư chỉ giúp cho con làm sao để hiểu đúng về khổ mà vẫn giữ được sự cân bằng cuộc sống của người cư sĩ. Rồi sư trả lời trước cái câu này. Xin thưa cái vấn đề của quý vị đó là chúng ta đi trên đường, chúng ta đi bằng hai chân. Mà nếu như á, chúng ta nói là chúng ta chỉ xài một chân không thôi đó, thì tự nhiên là chúng ta trở thành một con người khuyết tật. Tại sao sư nói như vậy? Bởi vì Đức Thế Tôn không chỉ nói riêng về cái sự khổ, mà ngài còn nói về cái nguyên nhân sanh khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Hoặc nói một cách nó ngắn gọn hơn là Đức Phật chỉ ra sự thật về khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Nếu như chúng ta chỉ nhìn về mỗi một cái chuyện là khổ đó, thì giống như một người họ chỉ dùng có một cái chân trong cuộc sống của họ thôi, thì đương nhiên họ sẽ mất cân bằng. Cũng vậy, khi mà chúng ta chỉ nhìn thế gian này dưới cái cặp mắt là nó chỉ có một cái sự khổ không thôi, thì chúng ta sẽ mất cân bằng ở trong cuộc sống. Đó là chuyện bình thường. Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật dạy một cách ngắn gọn, đó là gì? Sự thật về khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Chúng ta phải áp dụng cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ vào cuộc sống, thì như thế đạo Phật nó mới không phải là một đạo bi quan, và chúng ta mới sống một cái cuộc sống cân bằng. Giống như chúng ta đi đến bệnh viện, thì khi mà chúng ta khám bệnh, chúng ta quý vị biết là cơ thể của quý vị nó không có được ổn, chắc chắn là nó không có ổn, nhưng mà chúng ta không biết cụ thể là nó không ổn ở chỗ nào. Não không ổn, tim không ổn, bao tử không ổn, xương không ổn, hay một cái bộ phận nào đó không ổn, mà chúng ta đến chúng ta khám, nhưng mà ông bác sĩ ổng không có trả lời cho mình, mà ổng kéo người nhà mình, ổng kéo lại, ổng nói nhỏ người nhà mình, ổng mời mình đi ra ngoài, ổng nói nhỏ cho người nhà mình nghe. Và sau đó người nhà mình về nói lại với mình là không sao đâu, anh chị không sao đâu, hoặc là em không sao, hoặc con không sao đâu, đừng lo, con không có bệnh gì hết. Thì quý vị nghĩ khi mà nhận được cái câu hỏi, cái câu trả lời như vậy, quý vị có yên tâm hay không? Và nếu như mà quý vị tin là tôi không bệnh gì hết, thì đó có phải là một cái suy nghĩ tích cực hay không? Mà khi đó chúng ta nghĩ cái gì? Tôi muốn biết tôi bệnh gì, làm ơn đừng có giấu tôi. Cho dù đó là một cái bệnh ung thư đi chăng nữa, cho dù tôi chỉ còn sống được một ngày, hai ngày đi chăng nữa, tôi có nhu cầu biết được sự thật. Tôi bệnh gì, làm ơn cho tôi biết. Thì không thể nào chúng ta nói là cái việc mà chúng ta biết bệnh, cái việc chúng ta biết chúng ta bị ung thư, cái việc chúng ta biết bệnh về não, chúng ta biết bệnh về tim, bệnh về bao tử, bệnh về một cái gì đó trong cơ thể, nó là tiêu cực được. Cái việc chúng ta chấp nhận rằng chúng ta có bệnh, chúng ta biết được chúng ta có bệnh, nó không phải là tiêu cực, mà nó là sự thật. Cái chuyện chúng ta nghĩ là chúng ta không có bệnh, chúng ta nghe người nhà nói mày không có bệnh gì đâu, mà mình tin như vậy đó, nó không phải là một cái suy nghĩ tích cực, mà nó là một suy nghĩ khờ khạo của một người họ cố thuyết phục rằng bản thân họ không có bệnh, mà thực tế cơ thể của họ nó chuẩn bị nó nát bét tới nơi rồi. Quý vị biết mà, đi vào bệnh viện bác sĩ không có trả lời bệnh cho mình nghe, mà bác sĩ kêu người thân mình tới nói nhỏ cho người thân mình nghe là biết cái chuyện nó không nhỏ rồi, chuyện không đơn giản rồi. Đấy, cho nên cái chuyện chúng ta
chấp nhận là mình có bệnh, nó không phải là bi quan, mà nó là sự thật. Cho nên cái khổ cũng vậy, nó không phải là bi quan mà nó là sự thật. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là gì? Cũng như khi nãy sư nói, chúng ta đi bệnh viện, nhu cầu của chúng ta là cần biết chúng ta có cái phương pháp trị bệnh hay không. Dù là ung thư đi nữa, nếu ung thư thời kỳ đầu, bác sĩ nói ung thư thời kỳ đầu có thể chữa bệnh được thì mình mừng quá. Đấy. Cho nên cái chuyện mà chúng ta biết chúng ta bệnh nó không phải là tiêu cực ha, nó là sự thật. Và cái quan trọng là gì? Biết được chúng ta có phương pháp gì để chúng ta chữa bệnh hay không, nó mới là quan trọng. Cũng vậy, khi chúng ta biết được sự thật về khổ, bản thân nó chưa đủ, bản thân nó chưa, nó không phải là tiêu cực mà nó là sự thật. Nhưng mà như vậy chưa đủ, chúng ta phải biết cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ thì nó mới đầy đủ. Và chúng ta phải làm gì để cho đời sống chúng ta không có tiêu cực? Thực hành cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đó. Người cư sĩ, chúng ta hoàn toàn có thể làm cái chuyện là tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định ha. Hoàn toàn có thể tu tập được bát chánh đạo dù là cư sĩ. Nhờ chúng ta thực hành bát chánh đạo, chúng ta nhận thức được cái sự khổ, nhận thức được sự vô thường, nhận thức được cái sự tạm bợ của đời sống, mà chúng ta không trở thành một con người tiêu cực, không trở thành một con người bi quan. Nhờ đâu? Nhờ chúng ta thực hành con đường để đưa đến sự chấm dứt cái khổ đó.